có chỉ giá có 8.000 thôi. Gà xiên ve nướng, ốc hấp tiêu, hột vịt lộn, trứng cút lộn, rất là nhiều món nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đến đây và thưởng thức. Đây là khu gian bếp của quán 8.000. Cái này là mình đang làm cái gì vậy? Cút bột. Đây là cút chiên bột nha các bạn. Rất là nhiều món. Bên đây là dân hàng ốc. Rất là nhiều món. Cái này là nước sốt me để mình làm cút gan me. Cái này là món này là đang nấu là ốc hấp tiêu. Còn bên đây là gian hàng xúc xích và tàu hũ, chả cá. Kêu cái phần này là phần trứng cút lộn rang me. Còn cái phần này là chả cá Thái Lan. Cái này là xúc xích lưới đó các bạn. Để mình thưởng thức thử nha. Mình nghe bạn bè giới thiệu nhiều lắm các bạn thấy không? Ở đây rất là đông khách. Tại vì chắc này trễ rồi nên là mấy em học sinh muốn về bớt rồi. Chứ bình thường á rất nhiều các bạn vô đây là không có chỗ ngồi luôn á. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái phần thưởng thức với các bạn nha. Mình sẽ nặn cái muối tiêu chanh này ra. Cái muối tiêu chanh này là sẽ ăn chung với cái phần trứng cút lộn gan me nè các bạn. Mình đưa cái này qua đây nha, tí xíu mình sẽ thưởng thức sau nha. Cái này có rau găm nè, rau găm, đậu phộng nè, có đậu phộng nữa nè các bạn. Cái này là ớt, nhìn hấp dẫn quá. Đầu tiên là mình ghim vô là cái phần trứng cút này nè, đã chiên sơ ngang là nó có cái một lớp bột áo bên ngoài rồi. Sau đó người ta mới xót me vô nè, các bạn thấy không? Cái này là cái nếp sốt me nè, sẽ chấm như đây. Rất là ngon. Cái nước me thì nó chua chua, cái phần bột thì nó giòn giòn, còn cái phần trứng cút á thì nó ngọt, nó béo nữa, rất là ngon các bạn nên thử nha. Chỉ có 8.000 thôi nhưng mà rất là nhiều nè, 8.000 nhưng mà tới 5 cái trứng cút, gia vị rất là thấm đều và ngon, ngon lắm các bạn. Mình ăn kèm chung với miếng rau găm nha. Chơi.
chả cá Thái Lan. Ở đây là cái gì ngồi đó con? Cái này là dưa chua nè các bạn. Cái này dưa chua ha. Còn cái này là rau ngò à. Cải salad. Cái này là bắp nè. Bắp Mỹ á các bạn, còn cái này là chả cá. Cái nước sốt này để mình thử nha. Cái nước sốt này á là có cái hậu chua chua, cũng có cái mùi me. Nhưng mà nó cái mùi tương ớt á nó cũng nồng nồng, rất là thơm. Mình sẽ thử nha. Thường á là phụ nữ á là rất là chăm chút cái vẻ đẹp bên ngoài, nên là ăn những cái món chiên vậy nào rất là sợ bị ngán với lại là sợ bị tăng cân. Nhưng mà trong đây có cái hậu chua chua của cái nước sốt á, có hậu me á các bạn, nên là mình cảm thấy không có bị ngán. Bắp rất là ngọt. Ngon lắm nha, nhớ thử nha. Ở đây là gần thư viện của thị xã Ngã Bảy, kế bên thư viện là có nhà văn hóa các bạn, rất là dễ tìm. Ngon lắm. Mình nhắc lại nha, cứ mỗi một phần như vậy chỉ có 8.000 thôi. Các bạn rất là dễ ăn, rất là ngon. Có gao nữa nè. Cái nước sốt rất là đậm đà. Các bạn mà về thị xã Ngã Bảy thì nhớ ghé quán 8.000 nha. Là có 50.000 là ăn bể bụng luôn á. Ăn không chỉ no mà ngon nữa. Xong rồi mình sẽ thử tới cái xúc xích nha. Mình cũng không biết cái quán này nữa, nhưng mà nghe bạn bè giới thiệu rất là ngon, bữa nay mới được thưởng thức. Đúng là rất là ngon. Cái phần nước sốt này nè, cái này là tương xay á các bạn. Tương xay á, người ta sẽ nêm thêm gia vị vô. Còn cái phần này là dưa chua á. Dưa chua là nó sẽ làm cho mình không bị ngán. Tại vì thường thường những món chiên như vậy là sẽ ăn kèm chung với dưa chua. Cái xúc xích này nó được áo một bên ngoài là một lớp bột chiên giòn nè. Các bạn thấy không? Mình sẽ chấm nha. Các bạn nghe giòn không? Mình cắn là giòn gụm luôn á. Ở bên trong rất là mềm. Cái da xúc xích nó dai lắm, ăn nó sực sực lắm. Còn bên ngoài là một lớp bột rất là giòn, rất là ngon. Cái nước sốt á rất là vừa phải, không có bị mặn mà cũng không có chua quá. Cái hậu chua của cái dưa chua á, nó hòa quyện với cái nước sốt á, rất là vừa ăn. Rất là ngon á các bạn.
cái này mà không không thử qua là uổng lắm á nha. Mình sẽ thưởng thức lại nha. Giòn giòn luôn. Cái da nó sực sực rất là ngon. Bên trong cái miếng xúc xích rất là mềm. Cái miếng xốp rất là ngon. Ngon quá. Ăn mới tới đây mà no quá trời no. Nhóm bạn nào đó về đây thưởng thức những món ngon của món 8.000. Dưới đây là phần chia sẻ những món ăn vặt 8.000 của mình ở thị xã Ngã Bảy. Các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ nha. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip tiếp theo.